Xin chào các bác, thì hôm nay em mới về được một lô đẩy của hãng TD Tai Chi. Đây là lô đẩy hàng mới nhất của hãng TD Tai Chi. Cái mẫu này là mẫu 4 kênh các bác nhé. Có mã là AX100T G425 mã. Thì đây là một phiên bản cao cấp hơn với con OAN 5 4 kênh xó sắt các bác nhé. OAN 5 4 kênh xó sắt thì bên em bán rất là nhiều. Đây này, ví dụ như con OAN 5 này các bác này, OAN 5 A4 này, 4 kênh xó sắt này. Đấy, con này cũng là 4 kênh xó sắt nhưng nó là phiên bản cao cấp, phiên bản nâng cấp và nó rất đắt giá các bác nhá, rất đắt giá. Mới tinh 100%. Đấy, thì cái mẫu này em nhập thẳng từ nhà máy mới cứng luôn chứ nó không phải là hàng thanh lý của dự án của công trình hay là gì cả. Đấy. Thì đây, em có bóc ra một chiếc để cho các bác cùng xem, vừa mới cắt ra xong nhá. Mới tinh tinh tinh. Các bác này. Đấy, em sẽ cho các bác xem cái thông số trước và sau đó em sẽ cho các bác xem máy nhá. Cả tô lô của hãng. TD Tai Chi này. Đây là sản phẩm cũng thực sự là rất là cao cấp. Đây các bác cùng nhìn. Đấy, TD Tai Chi. Đây là series AX này. XA series này. Đấy. Hai kênh của nó là T130. Đấy, còn con hạng 4 kênh là AX100T. Đây, nó có đầy đủ hết các cái thông tin. Thì đây nó sẽ có thông số kỹ thuật luôn. Đối với con AX100T, con 4 kênh, nó là 1500W RMS nhé. 1500W x 4. 4 ohm của nó là 2550. 2 ohm của nó là 3400W các bác nhé. Con này nó đánh được 2 ohm các bác nhé. Khủng khiếp luôn. Nó đánh được ở mức 2 ohm thì các bác biết được con này nó chất lượng như thế nào, đúng không? Chập cầu. Ui. Con này sao chập prime lên tận 5500W nhân 2 ở 8 ohm và 4 ohm của nó lên được 6800W nhân 2. Có nghĩa là con này biến thành con 2 kênh, 4 kênh mà chập cầu thành 2 kênh thì nó sẽ khủng khiếp đến mức như thế này các bác này. Bây giờ thông số của TD Tai Chi, thông số của hãng nhá, nó còn khủng khiếp hơn con 2 kênh. Đây các bác nhìn, nó khủng khiếp hơn con 2 kênh. Đây này. 4 kênh biến thành 2 kênh nếu chập cầu này. Đấy, 4 ohm của nó là 6800. Mà con 2 kênh của nó nếu mà 4 ohm của nó chỉ là 4300 rồi này. Đấy, nhưng mà con 2 kênh thì nó sẽ đánh lên 7000W ở 2 ohm. Khủng khiếp các bác ạ. Khủng khiếp. Đây là con 4 kênh, em chỉ em giới thiệu con 4 kênh cho các bác. Các bác có thể ngắm thông số, thông tin đầy đủ hết. Đây, sách hướng dẫn này. Hướng dẫn đầy đủ hết thông tin cho các bác. Ôi xịn thật. Sách hướng dẫn của nó làm xịn. Đây là phiên bản mới nhất và phiên bản cao cấp của TD Tai Chi các bác nhé. Nó sẽ là đời cao hơn của con OAN 5. Nên cái giá thành em thấy nó cũng, em đưa về thì em bán cho các bác giá nó cũng hợp lý thôi. Nó cũng không quá là cao. Nó chỉ ngang với cả những cái con OAN 5 mà ngày trước về thôi. Đấy, những đợt này nó là nguyên shop 100% và nó là hàng nhập thẳng từ công ty về các bác nhá. Nên các bác cũng yên tâm. Đây này, chưa bóc giấy bóng thì bây giờ em sẽ bóc và em sẽ quay chi tiết về con này cho các bác cùng xem nhá. Ok, em đã tháo chiếc TD Tai Chi XA100T G425 mã cho các bác cùng xem đây. Thì đây là bản nâng cấp, em vẫn nói rồi, đây là bản nâng cấp của con OAN 5 các bác nhá, cao cấp hơn, đời mới hơn. Đấy. Em sẽ cho các bác cùng xem. Nhìn so sánh với OAN 5 thì nó cũng không có sự khác biệt. Đấy. Nhưng em nghĩ đây là một bản nâng cấp của hãng thì hãng sẽ có những cái thay đổi rất nhỏ. Nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nó sẽ mang cái tính nâng cấp sản phẩm này lên một tầm mới. Đấy, nó cao cấp hơn một chút. Đấy các bác nhá. Đây. Qua tô lô các bác nhìn nó xịn sò, nó đẹp, đẳng cấp đúng không? Xịn sò. Đấy. TD Tai Chi này, mới tinh. Được chưa? Đẹp sang trọng. Xó sắt này các bác đánh thì tiếng phê luôn. Đánh quá phê luôn. Các bác nào đánh JBL đánh con này thì hết bài. Hết bài. Đấy. Rồi em sẽ test cho các bác cùng nghe. Quá hay các bác ạ.
con này thì nó mạnh thì không phải bàn rồi. Nhưng em test cái chất tiếng cho các bác cùng nghe, nó quá hay luôn. Các bạn nhớ, nghe nó quá lét luôn đi ạ. Đáng để chơi không các bác? Rồi em test một đoạn ngắn thôi. Đáng để chơi không các bác? Đúng không? 28 triệu các bác mua được sản phẩm như thế nào? Các bác cũng chỉ mua được một con crowd 3600 2 kênh, đúng không? Ờ thì cho nó là xịn, nó là cao cấp. Đấy. Nhưng nó vẫn là cái gì đấy. Nó là 2 kênh. Đấy, công suất nó sẽ thấp hơn con này rất là nhiều. Nói chung là có rất là nhiều cái sự để so sánh. Còn đây, em đưa ra một cái sản phẩm để cho các bác tham khảo. Và đây là đối tác chiến lược để các bác đánh những đôi JBL các bác nhá. 28 triệu của một chiếc. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em.